Chiến chiến rồi anh em ơi. Hôm nay phang hơn 100 con nữa anh em nhá. Đấy, bây giờ này ăn cuối hòa tiểu bây giờ thì có muộn đi đâu anh em. Anh em cứ phải sốt hết cả lên. Đấy. Giờ ăn thì mất đi đâu. Đúng không ạ? Giờ ăn thì mất đi đâu. Ăn chậm thì có làm sao. Anh em cứ sốt hết cả lên. Ok. À mấy con giá tìm này giao một quyển võ lâm mật tịch này. Đỏ thế nhờ. Đang chết đuối gặp ngay này chui thối anh em ạ. Đang đói, đang cần đấy. Đang cần đấy. Đây em Huỳnh này. Chết đuối gặp ngay này chui thối anh em ạ. Đang không có ngày mai ăn thì ra chứ anh em ạ. Chết thật. Cái gì? Xin mấy món kháng lồi làm chậm 20-30 cho Ngami. Ok anh ơi. Ngon quá anh em ạ. Rồi em cắt mấy cái này đi cho nó đỡ vướng đồ. Khẩn trương anh xem mấy tiếng rồi. Ok anh ơi. Ok anh Giai ơi. Cất luôn cho này đi. Cái gì đây? Đỏ quá anh em ạ. Làm mấy con giáp thìn có ngay bình tiên đảo lộ. Áo lôi 17 này, cho xe này. Đó. Bỏ thần anh phù góc phải à? Sao anh cứ thích bỏ thần anh phù góc phải nhỉ? Úi cái gì đây? 40 à? Áo thổ nữ 40 này. Lại có cái ngồi bán xốp. Thổ nữ này, côn lôn đào nữ à? Cho Nga mi nhưng ném ngọc bội nam. Đây, Huỳnh chạy vào nhặt này. Sao? Không sao. Bỏ sang nhặt đồ đỡ bị vướng một ô á. Đâu quan trọng đâu. Không quan trọng. Huỳnh xem ở đâu có bán mua cho anh nhá, mua lệnh bài cho anh nhá. Xem ở đâu bán lệnh bài, mua lệnh bài cho anh nhá Huỳnh nhá. Xem có bán nào bán lệnh bài mua cho anh ấy Huỳnh nhá. Anh đang không rảnh tay. Ui sao cứ một dòng thế nhỉ? Nhìn nó OCD à? Mới đánh anh ạ, siêu phẩm thì mới được bình tiên đảo lộ đặc biệt ra. Chưa có gì sắt. Này nó ra bán 80 cái à? Đấy. Mua mà chậm đấy anh. Mua mà chậm đấy. Anh Đoàn Nguyễn anh nó bơm nhưng mà mua chậm đấy. Mua bị chậm đấy anh Giai. Mấy hôm nay không thấy anh hố tiêu này. Mấy hôm nay không thấy anh lại là tôi đây lên bơm đâm ra là. Hôm đó anh nó bơm cho 5 củ game một lết sông xanh quá. Nó chơi hết tiền. Ok anh Giai ơi, thank you anh Nam Hà nhá. À, chạy đua vũ trang càng quá. Hình như ở bên Hàn Quốc đang bão hay sao ấy. Nhận này. Vèo cái đánh mất 30 con. Ai bán 300 cái? Anh em cứ lươn lẹo thằng thề với anh em luôn đấy. Được nhá, áo này đang hot này. Áo này đang rất hot nha, tuyệt vời. Áo mộc nữ bây giờ nó cực kỳ hot anh em ạ. Áo mộc nữ bây giờ nó cực kỳ hot. Ui giời ơi, 40-13 tươi nha. Tươi nha, áo mộc nữ bây giờ phải 2 kim, 3 kim ấy. Ngon. Áo mộc nữ bây giờ đang đắt nha, đang đắt đấy. Đâu thằng nào? Đó, bán 3, ra anh em toàn lươn lẹo rồi. Đâu, quả chấm x300 cái cơ. Được không? Giá sao anh ơi? 300 cái lấy đâu tiền mà mua? 300 cái lấy đâu tiền mua? Áo thầy đang cần này. Có sát thủ lệnh x300 này, bao tiền?
Một đêm va nhau à? Một đêm va nhau à? Căng đấy à? Một đêm va nhau à? Em điều toàn khất được không? Điều toàn khất được không anh? 720 à? Điều toàn khất được không? Thôi va luôn. Hôm nay kiểu diễn được dây chuyền kháng tất cả 30 luôn cơ mà. Có thật hay không? Có thật thì bán em. Thì bán em. Ủa, kháng băng 25 này. Chỉ kháng băng 25 này. Ném cho bằng Vampit đi bán đồ. Em thấy đang đánh bot càng quá, em cứ trêu rồi. Em cứ trêu nhiều, bây giờ em giao lên là lệnh bài bot X300. Ai cũng mua nhờ. Áo nữ bây giờ đang cần mà anh em, áo nữ bây giờ thằng nào cũng đang cần. Kiểu áo nữ thì kiểu gì thằng nào xe cũng hay có con Ngami đó. Thì mua 100 thôi, đúng rồi. Em cũng định như thế đấy. Em cũng định như thế đấy anh Dũng Nguyễn ạ. Bảo bán em 100 cái, bán em 100 cái, bán em 100 cái. Đặt hàng áo bọc là nam hay nữ? Nam có một cái mà nữ cũng có một cái em ạ. Giá trị đi liền với khúc ruột. Kháng lôi này cho Ngami này. Mà 213 này thì đeo làm gì? Chưa có gì hot. Chưa có gì hot. Có đôi dép kháng lôi để lại à? Gom. Cái gì? Gom để đánh ấy. Mới năn nỉ. Cái gì? Thế là trêu rồi anh em ạ. Trêu, chắc trêu rồi, chắc trêu rồi. Chắc trêu rồi. Chắc trêu rồi. Chắc trêu rồi. Óp hơi phèn, óp hơi phèn. Ngon quá. Hay quá nhỉ. Lại có 1-2 kim rồi đấy. Cái chị cứ làm chậm 40 giờ này. Cứ có 1-2 kim anh em nhá. Cứ có 1-2 kim bú. Quả dây chuyền này sẽ là một cái dây chuyền gì đó này. Áo thổ à, áo thổ cái bang này. Áo thổ này, cái bang này hình như là thằng Triệu Vân đang cần này. Mà nó cầm bồng thủy làm gì nhỉ? Hình như là áo này cho thằng Triệu Vân này. Dào, đúng rồi đấy. Đúng cho thằng Triệu Vân ấy. Vừa mang tiếng là ông anh tuyệt vời. Vâng. Bỏ đất cho anh em. Cho anh em đoán trúng món siêu phẩm hôm nay cạc 50k. Ok anh ơi, đơn giản thôi mà. Gì chứ tiền em lất thiếu gì. Viền chiếc kiếm này. Dây thổ này. Tốc 25 này không bằng kim phong. Được nè. 40-40 nhưng có vẻ không ngon lắm. Không có sinh nhật gì à. Cứ bỏ đây đây. Hôm nay cảm giác như áo 40 có vẻ hơi nhiều nhỉ anh em nhỉ. Cảm giác như có nãy giờ mấy cái áo 40 đấy nhỉ. Mở ốp à. Lãi bãi ăn cốc cà phê. Ok anh Giai ơi. Ok còn Nguyễn nhá. Chuyện nhỏ anh ạ. Gồm nhìn lạnh bát trời lần này. Em mở bát cái đó chứ nhỉ. Mở bát. Đây này. Đôi dép kháng lôi này. Đôi dép kháng lôi này. Dương trang bị tím à. Sinh lực cao. Hai cái dây chuyền đứng im đó. Hai cái dây chuyền cứ đứng im đó.
Bây giờ dép, dép ngon hơn thì em còn không có mà dùng ấy chứ. Dép ngon hơn thì còn chưa có mà dùng nữa. Ôi dạ. Đấy, đưa cho anh áo này. Này Tống Kim top 4 anh Huỳnh Cường ơi. Hệ gì nhỉ? Hệ luôn bói dây chuyền, à mình bói dây chuyền kém nhỉ? Mình bói dây chuyền không vua tí nào. Ồ, đào, đào kim à? Đào kim anh em ạ. Đào kim hình như đào kim. Ôi, bói dây chuyền vội quá. Ôi, đào mộc quá. Sao lại đào mộc nhỉ? Được gì chưa? À, nếu mà ngon thì chắc là được cái áo kháng lôi 40. Áo nữ. Báo Yagi nó farm được dây chuyền. Ok anh, bình thường mà, có gì đâu. Đỏ quá, thầy đỏ quá. À nhầm, áo phục hồi 40. Phục hồi 40, lỗi mồm. Lỗi mồm anh em, anh em bắt chẹt nhanh quá. Lỗi mồm. Ui giời. Đây gì đây? Kháng tất cả. Ra mà. Thôi nào. Thôi có xem vào nào, về sau anh ạ, về sau mới có. Về sao mới có anh em, về sao mới có chứ bây giờ chưa có. Đại phong đào. Ồ, choáng kháng à, cái này đi bán cũng được này. Ôi giời. Ồ, mấy cái đồ này mình đi bán đi, đi lại chuẩn bị làm shop mà. Tí nó làm shop mà. Tóc. Ê, tóc bằng sát thì bú nhỉ. Các bói biết rồi mà bắt biết rồi. Chết đòn. Ở Trần Quang Tuấn nhá. Lỗi mồm ngay nhà, bắt lỗi ngay được. Ôi đánh vèo ngay hết một nửa rồi anh em ạ, đánh 50 con rồi. Vèo cái đánh, đánh hết 50 con rồi. Nhanh thiệt. Chưa ra một cái hệ thống cống rãnh. Chưa ra cái gì đấy. Bây giờ nếu ra một cái vũ khí chậm 40 thì chắc 2 kim. Chắc được 2 kim, bán rẻ khoảng tầm kim rưỡi. À, quả áo là 2 kim. Mới được 3 kim. Tầm mình bây giờ mình bán được 3 kim. Bán chắc được 3 kim mới, bây giờ mới hồi 3 kim. Mà trăm cái lệnh bài này bây giờ xương xương khoảng tầm 6 kim. Bây giờ phải kiếm được 4 kim nữa anh ạ. Còn 40 cái lệnh bài nữa thôi. Nghĩa là 60 cái lệnh bài, 60 cái lệnh bài là mình đánh hết khoảng tầm, mình đánh hết khoảng tầm 4 kim rồi đấy. Mà mình mới gỡ được 3 kim rưỡi. 3 kim, 3 kim rưỡi. Chưa ăn thua lắm. Thôi làm chậm 40 thiếu gì đâu anh. Đẩy. Cứ vài phút bù giờ. Ồ, mũ làm chậm 40 này. Úi giời, sắp được một điểm nhưng cẩn thận. Mũ làm chậm 40 này thì bây giờ nếu mà ngon thì cũng được kim. Còn không chắc là 700-800 xu. Mũ làm chậm 40 em thấy nhiều à? Bây giờ cho ăn mày 10 vạn á. Đẹp lắm. Ăn mày là ăn ám mình ấy.
Thấy đồ nãy giờ vẫn ok, chỉ là chưa có siêu phẩm thôi. Đồ vẫn chấp nhận ok. Ui giời ơi, tưởng làm chậm 40 thì bú luôn đi. Làm chậm 40 thì có ngày gỡ luôn nhờ. Chậm 20. Mắt hơi trố, răng hơi nghiến à? Đói anh ơi, chưa ăn cơm. Ăn hai quả táo rồi anh bảo là bây giờ lấy cái gì ra mà chúc. Ăn hai quả táo để chống đói. Ui giời, áo kìa. Oh man. 40 thì có phải một cái áo đẹp không? Cho anh em Triệu Vân này. Chùy này, chùy kim trăng. Lắm thổ tả thế. Em nên em trước khi đêm lay. Hôm nay còn chưa đủ một dương đồ mà. Hơi đen này. Ăn táo tàu hả em? Đâu, ăn táo thường thôi. Ồ lết cho tôi xin một cái đào cấp 10. Ok anh ơi, chuyện nhỏ. Ui áo này đẹp trai. Ui là 3573 này. Ui dồi ôi. Không có tóc nhỉ. Có tóc phóng thì cũng ác đấy anh em ạ. Giờ cái này chả làm gì anh em ạ. Kiếm này kiếm gì nhỉ? Kiếm này kiếm gì nhỉ? Từ từ bói kiếm nhá. Từ từ bói kiếm nhá. Ồ, nhiều vũ khí như sau. Ui giời. Kiếm mộc à? Sợ. Đèn ấy. Ồ, nhẫn này. Vũ khí kim, bổng kim à? Bổng kim. Ui giời, 9 điểm bọ. Đao kim à? Nhẫn thủy à? Nhẫn thủy, nhẫn thủy. Bán cho anh cái phi đao à? À cho anh là cần phi đao đó hả? Ok anh ơi. Ui cái gì này? Ui giời. Nhẫn với nhủng. Cho mình xin cái đao à? Quên mất đấy. Đâu anh đâu? Anh phải chạy ra đây đi chứ. Không chạy ra đây thấy được không rồi? Bây giờ em đang làm gì đi giữ đồ cho anh nhỉ? Khổng tức linh. Hôm nay mấy cuộn nịt à? Đấy. Uê. Toàn thổ chưa? Sợ thật đi. Như một PC khoảng bao tiền thì chưa được 3-4 triệu rồi anh ơi. Xin đao cấp 10 ái rào. Bang chủ bang US. Bóng gì đây? Bóng thố anh em ạ. Cày thế.
bum 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 bum. Chưa tắm rửa thì cọ chim cò khai hết chim. Trời, một tháng là đồ tím thì còn mất cái gì nữa anh. Thế là đúng rồi, ở đây chơi trong đây ai cũng biết giá trị đồ hết à. Oh no. Thề luôn, không mở được cái gì nó ngon ngon nghẻ nhỉ. Từ ngày đăng ký có thấy Olet vui tốt bụng nữa. Em lúc nào chả vậy, ok không? Đẹp trai, hiền lành, ngoan ngoãn, tốt bụng. Thề banh luôn, cái gì em Olet chả ấy. À. 30! Trời ơi! Cứ 45-46 là trời ạ. Sau phôi hết thì còn mất giá gì nữa anh. Lũ luân gì. Hòn lý dũ. À, nhẫn này, nhẫn này, nhẫn nhũng này. Nhẫn nhũng này. Chỉ choáng 40 mà chỉ nào choáng 40. Ông anh này từ lúc đi ra này chưa thấy rơi cái đào nào. Ông này thì đen đấy. Nhẫn này nhìn như nhẫn thổ rồi. Ui, đã biết ngay. Mày mơ không? Còn 10 con boss đây anh em ạ, nhanh thế, đánh 20 phút hết rồi. Đánh nhanh lắm, dèo hết à. Lệnh bài boss bây giờ khoảng 70 xu một cái. À đây, có đào cho ông anh đây. Có đào cho ông anh này. Ồ, mũ rồi. Đào này hệ kim hay sao ấy. Ồ, đào hệ hỏa đây. Đây, đào đại hồng đào đây, của anh đây. Đấy, đại hồng đào đấy. Các bạn nhiêu 1k á, các bạn thì em không rõ giá, chắc khoảng tầm 200-300 nghìn gì đó. Bây giờ các bạn thì bây giờ cứ tính như thế này đi. Bây giờ khoảng tầm 300 vạn là một kim. Thì một ca vạn nó rơi vào khoảng tầm 3,5 kim. 3 kim rưỡi bây giờ giá trị ở ngoài thì nó rơi vào khoảng tầm bao nhiêu? Khoảng 250, 220, 230, 230 nghìn, 200. Ừ, tầm đó, tầm 220, 230. Em thì phú hộ thì giờ em đang đầy tiền vạn, em thiếu gì tiền vạn. À, hôm nay ra đảo à. Kêu anh Hà để lại cho 200 cái à. Còn lì dú nhỉ. Cuối đời gặp Lan đi. Bây giờ lôi ra quả lôi sắt. Lôi sắt thì bú này. Lôi sắt 19x ấn 1 nha. Oh, my baby. 9, 4, 10 à? Cũng được đó nhỉ.
Ui kháng lôi 20 mà tốc kìa. Theo cái tốc kìa. Vãi cả tốc ạ. Cho Nga mình bước dùng cũng được. Hết bot nha. Nhẫn đâu. Nhẫn nào mà mất, linh ta linh tinh. Hết rồi đó, hết bot rồi đó. Bây giờ phải chuẩn bị quay sang con Thúy Yên bói này. Hết cái ông boss này là hết rồi đấy. Vợ OLED à? Đâu vợ OLED nào? Đâu vợ OLED nào? Vợ em á? Đâu vợ em đâu? Cuối đời gặp Lan này. Nó kim à? Hình như là nó kim anh em ạ. Sơ qua cái nào. Nó thủy à? Tráng 40 kháng hỏa 25 trang. Chuẩn bị bói con à. Bói con Thúy Yên nhá. Ui à. Ui băng sắt nội á. Băng sắt nội à. Cứ từ từ. Ui giời ơi. Đừng có cuối kháng tất cả. Mộc thì bu nha. Yeah. Đi bói đi bói con Thúy Yên anh em ơi. Để em vào con Thúy Yên nha. Con Thúy Yên có khi nhặt được nhiều đồ ngon đấy anh em. Úi giời Nga Mì này. Bốc đống đồ. Sáu làm xù bây giờ có gom thì cũng ngày mai đánh. Này bán sáu làm xù người ta mua. Ủa ủa. Ui con này nhặt đồ ngon đấy. Ui để 40 thì bú nhở. Oh man. Ui nhặt ngon đấy. Tí thay. Ui holy fuck your shit. Bú nhở. Đáng cần đấy anh em ạ. Ôi trời ơi. Ui ôi. Cái dòng sinh lực kia hay là dòng gì đó mà là kháng tất cả nhỉ. Ui cái quả dây này vãi nhái thật. Ẩu men từ từ nhá. Đây bây giờ mình sẽ được hai món luôn anh em ạ. Được hai món luôn này. Cái nhẫn này. Được cái nhẫn thay ngon luôn này. Bao tay luôn này tươi đấy.
Ui, quả bao tay nữa luôn này. Ngon vãi nhái luôn. Ui, ba món ngon liền anh em ạ. Tươi tươi, tươi không cần tưới luôn. Thế là lãi đấy, lãi đấy.